Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình xin trình bày tiếp theo và một đề tài là huyền thoại phục sinh. Trong tập sang huyền thoại Công giáo và tội ác, vào tháng 4 năm 1996, trường đại học Los Angeles long trọng tổ chức kỷ niệm lễ phục sinh năm nay bằng một hội nghị khoa học với chủ đề Chúa Giêsu tròn 2000 tuổi. Theo sách Word, Fact and Death thì Chúa Giêsu sinh vào năm thứ tư trước Công nguyên. Vì vậy, năm 1996, Chúa vừa tròn 2000 tuổi. Nhân loại không cần phải đợi đến năm 2000 mới làm lễ kỷ niệm ngày sinh nhật số 1 này. Ngoài ra, Tòa Thánh cũng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh bàn về phục sinh tại một chủng viện ở New York, quy tụ các giáo sư thần học, các học giả về ngành triết học, sử học và khảo cổ để tất cả hãy cùng nhau suy nghĩ lại về sự phục sinh của Chúa Kitô. Cuộc họp này kéo dài 4 ngày từ 8 đến 11 tháng 4 năm 1996 dưới sự chủ tọa của Linh Mục Rod Conlin, giáo sư thần học tại Đại học Jesuit. Tất cả các tham dự viên đều là những giới chức trí thức cao cấp trong giáo hội Công giáo. Chỉ có một người duy nhất là Alan Segal theo đạo Do Thái, giáo sư Đại học Bắc Nam ở New York. Hội nghị xác định niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô là căn bản của giáo lý Kitô. Đúng như sự khẳng định của Thánh Phaolô trong thư ngài viết cho giáo dân ở Corinth, nếu Chúa Giêsu không sống lại từ cõi chết thì đức tin của chúng ta đều trở thành vô ích. Quả vậy, niềm tin Kitô là niềm tin được sống lại sau khi chết. Nếu Chúa đã không sống lại thì Chúa không còn là đấng linh thiêng vượt trên tất cả mọi người. Nói cách khác, Chúa không còn là Chúa nữa. Thánh Phaolô còn nhấn mạnh thêm là sự phục sinh của Chúa là trung tâm tín lý, vì nếu không có chuyện phục sinh thì đã không có giáo hội Kitô. Câu chuyện kể về việc Chúa chết 3 ngày sống lại đã là một chuyện đàm tiếu số 1 trong nhiều giới xã hội ngay từ buổi sơ khai của đạo Kitô. Người Do Thái ở Jerusalem cho đó là chuyện bịa đặt để tôn vinh một tên tội phạm chính trị lên thành một ông con trời. Giới trí thức Hy Lạp thời đó cũng tin xác loài người sau khi này sẽ sống lại, nhưng đó là sự sống lại tập thể của toàn nhân loại chứ không solo độc diễn như trường hợp của Chúa. Họ gọi sự sống lại của Chúa là chuyện nhảm nhí của bọn cố chấp. Trải qua 2000 năm lịch sử, mọi người đều phải công nhận là câu chuyện phục sinh của Chúa Giêsu quả có sức thu hút thật mãnh liệt. Triết gia Đức An Block nhận định chính cái huyền thoại phục sinh của Chúa chứ không phải bài giảng trên núi của Ngài đã chinh phục đế quốc La Mã. Ngày nay, cứ đến dịp lễ phục sinh, hơn 1 tỷ tín đồ Kitô khắp thế giới quy tụ thật đông đảo tại các thánh đường để tưởng niệm cái chết đau thương của Ngài vào chiều thứ sáu tuần thánh. Hôm sau, thứ bảy, là cả một ngày các thánh đường đượm mùi tử khí của nhà mồ với lễ hôn chân Chúa. Sáng hôm sau, Chủ nhật, bỗng nhiên cả đất trời bừng sáng hẳn lên với tin mừng Chúa đã chiến thắng sự chết để sống lại hiển vinh. Tất cả chỉ là những màn hoạt cảnh được diễn đi diễn lại tại các nước có đạo Kitô trong 2000 năm qua. Nhưng lạ một điều, sau khi Cộng sản Nga và Đông Âu sụp đổ vào các năm 1989,
Năm 1991, đạo Kitô đã bị lâm vào một tình trạng bất ổn. Dường như đạo Kitô đã trở nên không còn cần thiết cho mục tiêu chiến lược chống cộng của quyền lực quốc tế nữa. Một phong trào xét lại toàn bộ giá trị của đạo Kitô đã được bật đèn xanh và đột nhiên bùng lên dữ dội trong các giới trí thức, học giả trên toàn thế giới. Chỉ trong 5 năm, từ năm 1990 đến năm 1995, có tới dăm chục cuốn sách và mấy trăm bài báo mổ xẻ đủ khía cạnh chung quanh đề tài phục sinh của Chúa. Các học giả khơi lại không khí bài bác Kitô của phong trào Enlightenment thế kỷ thứ 18 ở Âu Châu. Họ bươi móc đủ thứ chứng cứ lấy ra từ những kho sách cổ, khoa học thực nghiệm hay khoa học khảo cổ học để tấn công Chúa Giêsu, của sự thờ phượng. Thực ra cách đây 150 năm, triết gia Đức David Strauss đã nêu lên vấn đề này trong tác phẩm The Life of Jesus, Rick Crowley, Ethan Smith, với lập luận cho rằng các tín đồ đầu tiên của đạo Kitô đã cố tìm mọi cách để gán cho Giêsu đủ thứ huyền thoại về một đấng cứu thế mà mọi người mong đợi. Ngày nay chúng ta phải tìm cho ra một Giêsu thật ẩn nấp đằng sau Giêsu của những huyền thoại đó. Tới thế kỷ 20, người ta mới ra sức đi tìm Giêsu thật. Mà cựu linh mục tiến sĩ John Dominic Crossan gọi Giêsu là lịch sử Giêsu thật hoặc Giêsu của lịch sử hoàn toàn khác với Giêsu của huyền thoại hiện đang được các tín đồ tôn thờ. Đặc biệt trong mùa phục sinh năm 1996, cả ba tờ tuần báo lớn nhất nước Mỹ là Time, New York và New and World Report đều đồng loạt ra ngày 8 tháng 4 năm 1996 với hình bìa in ảnh Chúa sống lại và những bài báo nảy lửa tố cáo chuyện phục sinh của Chúa như một chuyện bịp lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Hầu hết các sách và các hội nghị khoa học về Chúa Kitô đều phủ nhận sự phục sinh của Ngài. Ngay những nhà truyền giáo của đạo Tin Lành cũng phải nhìn nhận sự phục sinh của Chúa đã trở thành một gánh nặng cho tín lý đạo Kitô, vì nó đã là một trở ngại lớn nhất cho việc truyền giáo trong giới trí thức hiện nay. Nhiều nhà truyền giáo cấp tiến đề nghị hủy bỏ tín điều phục sinh để dễ dàng nhận rõ cái vai trò đích thực của Chúa là một nhà cải cách xã hội, hơn là nhìn về Ngài qua lăng kính sai lầm của huyền thoại. Theo kết quả điều tra của Viện Harris, thì trong thời đại hiện nay, cái huyền thoại phục sinh của Chúa đã làm cho số tín đồ Kitô giáo giảm sút mau lẹ. Chỉ riêng trong năm 1994, số tín đồ Kitô giáo Hoa Kỳ đã giảm mất 13%. Theo cuộc điều tra của một tổ chức công giáo tại Glendale, California, vào tháng 3 năm 1996, có tới 30% tín đồ Kitô giáo Hoa Kỳ không còn tin chuyện sống lại của Chúa nữa. Học giả Đức Rod Ludermann, chuyên gia khảo cổ Kinh Thánh, tuyên bố phục sinh là công thức rỗng tuếch cần phải được gạt bỏ bởi bất cứ ai đó, ai có cái nhìn của thời đại khoa học ngày nay. Trong cuốn What Really Happiness to Jesus, viết thân xác Jesus đã thối rữa trong mộ. Người đặc biệt nhất là giáo sư John Dominic Crossan, cựu linh mục công giáo, giáo sư lâu năm tại Đại học DePaul Chicago, đã từng đoạt nhiều giải thưởng của Hàn Lâm Viện Mỹ về các công trình nghiên cứu lịch sử của đạo Kitô của ông. Trong các tác phẩm Who Killed Jesus, giáo sư Crossan nhận định ngôi mộ trống rỗng không phải bằng chứng của sự phục sinh, mà chỉ có nghĩa là xác Chúa không còn ở trong đó nữa.
Càng không có nghĩa là Chúa đã bay lên trời, vì lúc đó xác Chúa đã bị chó hoang vào ăn mất tiêu rồi. Theo luật La Mã, xác của các tử tội bị đóng đinh đều bị dính lính La Mã đem vứt cho thú hoang hoặc kênh kênh ăn thịt. Không một thân nhân tử tội nào được phép đặt cách lãnh xác về chôn cả. Năm 1947, các nhà khảo cổ đã phát giác một kho sách cổ gồm trên 100 cuốn viết trên da lừa, trên các thanh gỗ hoặc thanh đồng, được viết vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên đến thế kỷ thứ nhất đầu công nguyên. Kho sách quý này được tìm thấy tại Qumran, thuộc vùng sa mạc gần biển chết, nên được mệnh danh là The Dead Sea Scrolls. Sự khám phá này của ngành khảo cổ đã đem lại cho các học giả nghiên cứu tôn giáo cơ hội tìm hiểu nhiều bí mật của đạo Do Thái và Kitô. Nữ học giả Úc Barbara Thering đã căn cứ vào các tài liệu trên để hoàn thành các tác phẩm nổi tiếng Jesus and the Ruler of the Dead Sea Scrolls. Báo New York ra ngày 8 tháng 4 năm 1996 cho biết cuốn sách này là cuốn sách bán chạy nhất thế giới trong năm. Theo sự nghiên cứu của các tác giả thì Chúa Giêsu không chết trên thập giá, Ngài chỉ có vẻ như chết mà thôi. Lúc đang bị treo trên thập giá, Giêsu kêu khát nước. Một sĩ quan La Mã đã dùng cây giáo đưa miếng bọt biển có thấm một ít thuốc độc phản ứng chậm cho Giêsu nhấp. Liều thuốc độc có phần phản ứng chậm này do một tín đồ của Giêsu tên là Simon Magot đã chế ra. Kinh Thánh gọi đó là chén đắng hoặc giấm. Sau khi uống chất giấm hóa học này, Giêsu có vẻ như chết nhưng thực sự chưa chết, mà chỉ ở trong tình trạng hôn mê. Viên sĩ quan trưởng toán hành hình là Longinus lấy chiếc giáo quệt nhẹ không đâm vào sườn Giêsu tạo thành một vết trầy cốt để thử xem Giêsu phản ứng ra sao. Sau khi thấy Giêsu không giật mình cửa quậy gì cả, mọi người tưởng Giêsu đã chết rồi. Longinus có lý do chính đáng để tha không đập gãy hai xương ống chân của Giêsu. Trong khi đó, hai người cùng bị đóng đinh một lượt với Giêsu lúc đó còn sống đều bị lính La Mã đập gãy ống xương chân. Xin chú ý một điều là đây là một biệt lệ chưa từng có và là một đặc ân khác thường mà trưởng toán hình hình Longinus Note đã cố ý dành riêng cho Giêsu. Vì viên sĩ quan này là đệ tử bí mật của Giêsu. Hai tử tội kia sau khi bị đập gãy ống xương chân, sức nặng thân xác làm toàn thân họ bị chùng xuống vì không còn chân đỡ và sự quá đau đớn làm họ ngất xỉu. Đầu họ rũ xuống ngực khiến cho cổ bị nghẹt không thở được. Nạn nhân chết ngộp trong khoảnh khắc. Nếu lính La Mã đập gãy hai ống xương chân của Giêsu thì lịch sử nhân loại đã thay đổi và có thể thế giới đã trở nên tốt đẹp, hạnh phúc hơn ngày nay bội phần. Vì ít nhất đã không bị công giáo La Mã làm cho nền văn minh nhân loại bị lùi lại 15 thế kỷ. Chỉ vài giờ sau khi uống thuốc đắng độc chất hóa học, Giêsu đã được đồ đệ tháo xác và đem đi cấp cứu. Vài ngày sau, Ngài phục hồi sức khỏe và gặp lại người vợ yêu quý của Ngài là bà Magdalene. Bà Magdalene nguyên là một cô gái điếm nhưng rất mực yêu thương Giêsu. Bà không được Kinh Thánh nhắc nhở nhiều vì sợ làm mất đi sự tôn nghiêm của Chúa Giêsu hóa thân, Chúa Đức Chúa Trời hóa thân. Và vì thế bà không được Vatican phong thánh.
Bà đã có ba đứa con với Giê-xu, nhưng sau đó Giê-xu đã bỏ bà để lấy cô gái Lydia trẻ đẹp. Nhiều độc giả nghiên cứu của Thánh Kinh không tin những chuyện nói trên, nhưng họ cho rằng những chuyện trong Thánh Kinh về sự phục sinh của Chúa cũng chẳng có giá trị gì hơn. Tuần báo US News and World Report số ra ngày 8 tháng 4 năm 1996 đã viết: áp dụng phương pháp, phương sách phân tích văn bản và các quy luật xác định chứng liệu, 50 giáo sư chuyên khoa tôn giáo của hội nghị đã kết luận cho rằng chưa tới 20% những lời nói và hành động của Giê-xu trong Thánh Kinh là đúng sự thật, nhất là những lời cầu nguyện hoặc lời nói của Giê-xu trên thập giá và những điều ám chỉ Giê-xu là Thiên Chúa, là được sinh ra bởi bà mẹ đồng trinh, là đấng làm phép lạ, là đấng đã sống lại từ cái chết. Kinh Thánh không đưa ra được một nhân chứng nào về sự phục sinh của Chúa Kitô, đến nỗi vị thánh nổi tiếng về thần học là thánh Aiganotios cũng còn phải than Chúa Giê-xu đã sống lại trong sự im lặng hững hờ của Thượng Đế. Các cuốn Tân Ước viết về phục sinh, mỗi cuốn nói một kiểu và mâu thuẫn với nhau. Matthew nói người Chúa gặp đầu tiên sau khi sống lại hay tỉnh dậy là bà Magdalene tại vườn cây của Joseph Arimathea. Luca thì lại kể rằng người Chúa gặp đầu tiên là thủ lãnh các tông đồ, tức Phêrô tại Jerusalem. Còn Mắc thì xác định sau khi sống lại Chúa chẳng gặp ai cả. Cả ba cuốn sách của chân lý tuyệt đối nói về ba chân lý khác nhau, khiến cho chúng ta ngày nay phải bối rối và nghĩ rằng phải có một chân lý thứ tư. Các cuốn Thánh Kinh Tân Ước là những cuốn sách gồm những chuyện bịa đặt về Giê-xu nhằm Kitô hóa nhân vật phàm tục này. Những chuyện phỉ đặt về phục sinh đã làm cho ngay chính môn đệ ruột của Giê-xu là Thomas cũng phải nghi ngờ. Phúc âm của Gioan 20:24-27 kể rằng Thomas là một trong 12 môn đồ đệ tử của Chúa. Sau khi sống lại, Chúa đến thăm các môn đệ của Ngài, thì Thomas bữa đó lại đi vắng. Lúc trở về nhà, Thomas nghe các tông đồ khác thuộc chuyện Chúa đã sống lại rồi. Thomas không tin. Thomas nói: chỉ khi nào tôi thấy tận mắt các lỗ đinh trên tay chân Ngài và được thọc tay vào lỗ giáo đâm trên bên trên cạnh sườn Ngài thì tôi mới tin. 8 ngày sau, Giê-xu trở lại căn nhà của các tông đồ. Lúc đó mọi người đều đã quy tụ đông đủ để chờ đón Ngài. Cửa ra vào và các cửa sổ đều bị đóng chặt, nhưng Chúa đã xuất hiện ở trong nhà như một hùng ma và đứng giữa đám họ. Chúa nói với Thomas: con hãy đặt tay lên lỗ đinh trên tay chân và hãy cho tay vào lỗ giáo đâm trên cạnh sườn ta. Con đừng nghi ngờ gì nữa. Phúc cho kẻ nào không thấy mà tin. Vì quá tin vào lời Chúa trong phúc âm của Gioan, hầu hết tín đồ Kitô giáo thường ít thắc mắc về những điều vô lý trong tín điều phục sinh cũng như trong các tín điều khác, bởi vì không thấy mà vẫn cứ tin. Cứ tin bừa thì mới có phúc thật. Câu nói phúc cho kẻ nào không thấy mà tin đã trở thành nền tảng trong 2000 năm qua cho một thứ đức tin mù, một thứ đức tin của loài người bán khai, vì nó hoàn toàn không cần sử dụng tới cái dụng cụ quý giá nhất ở con người thông minh là lý trí. Số báo đặc biệt nhân dịp lễ phục sinh năm 1996 với chủ đề in trên trang bìa Rethinking of the Resurrection of Church, tờ tuần báo nhiều độc giả nhất thế giới là New West, đã kêu gọi các tín đồ Kitô giáo hãy suy xét lại niềm tin tôn giáo của mình, xem xét
có phải là đức tin mù hay không? Đã vừa rồi mình trình bày xong cái phần huyền thoại về phục sinh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin mời các bạn xem phần sau, mình sẽ trình bày phần kế tiếp. Xin tri ân tất cả quý vị và các bạn.